Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với đại diện các bộ ngành về tháo gỡ khó khăn trong cấp thêm băng tần để nâng chất lượng dịch vụ mạng 4G. Theo đó thì ưu tiên cấp thêm băng tần để triển khai mạng 4G nhanh nhất. Sau hơn một năm chính thức triển khai, thì mạng 4G đã có hơn 13 triệu thuê bao băng rộng di động phát sinh lưu lượng qua mạng, chiếm khoảng gần 30% tổng số thuê bao băng rộng, tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị xã, thị trấn. Lưu lượng dữ liệu trao đổi trung bình qua mạng di động tại thời điểm năm 2018 đã đạt khoảng gần 140.000 thuê bao một tháng và gấp đôi so với thời điểm năm 2016. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngoài băng tầng 1.800 MHz, hiện có hai băng tầng đã sẵn sàng cho 4G là băng 2.6 GHz và băng 850 MHz. Tại cuộc họp thì các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc liên quan đến quy trình thủ tục trong triển khai đấu giá bằng 2.6 GHz. Kết thúc cuộc họp thì các bộ ngành thống nhất phải làm việc trực tiếp đến cùng, thật cụ thể để có quyết định cấp phép khai thác băng tầng 2.6 GHz sớm nhất cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai mạng 4G nhanh nhất có thể, theo đúng quy định của pháp luật.